Kính bạch thầy, một người có nhiều của cải tài sản, tức là người này có phước, nhưng người này chết đột ngột chưa kịp phân chia gì cả, mà người này đồng thời có cái duyên đi đầu thai sớm. Sao biết vậy? Họ đầu thai làm con cái của một gia đình khác, và gia đình cũ của họ đem tài sản do họ để lại đem ăn chơi tiêu xài hoang phí. À, vậy bản thân người đã đi đầu thai này có bị ảnh hưởng gì trong dòng nghiệp báo của chính họ không? Có bị tội hay không? À, thì xin thưa với quý vị á, cái mình chết rồi thì toàn bộ tài sản mình để lại nó không còn dính dáng gì tới mình nữa ha. Nó bỏ hết. Trừ trường hợp, có một trường hợp ở trong ngạ quỷ sự, là cái con ngạ quỷ này nè, cái vàng bạc nó chôn á, thì sau này thì nó nhờ người ta đi đào lên giùm, tức hồi xưa nó giấu, bây giờ nó nhờ người ta đi đào lên giùm rồi nhân danh nó để bố thí cúng dường. Thì trong trường hợp đó thì con ngạ quỷ đó được được phước. Nhưng cái phước ở đây là do đâu? Do nó chỉ chỗ giấu tài sản, và người ta nhân danh nó để người ta làm phước cúng dường. Còn nếu không thì thông thường khi mình mệnh chung tái sanh đời sau kiếp khác rồi thì toàn bộ tài sản mình bỏ lại xem như mất, nó không dính dáng gì nữa hết ha. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.